Hello, xin chào. Hôm nay mình có cây iPad OpenBook. Đây là phiên bản 2018 nhé. Đấy, các bạn rất mong muốn là cái hàng 2018 về. Đấy, đây là iPad Pro 2018. Hàng keng nét luôn nhé, anh em nhé. Đấy, keng nét luôn. Keng nét luôn, đấy. Đây là phiên bản, để mình xem nào, con này là phiên bản 64GB các bạn nhé. Đấy, phiên bản 64GB OpenBook, con này thì là bên mình đang bán là hơn 11 triệu bản only wifi. Rất nhiều, đây là dòng 2018. Dòng này thì là nó cũng ra từ đợt 2018, cho nên là cái cấu hình anh em biết hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cũng chỉ quan tâm đến chất lượng máy. Máy này thì là hàng OpenBook cho nên là nó rất đẹp, giá nó sẽ gọi là tương đối là hơi nhỉnh lên một chút, thì nó vì nó là hàng OpenBook, nó thì gọi là hàng lướt qua thôi, mà có cả sạc này các bạn nhé, sạc zin theo máy luôn, đấy, full box phụ kiện zin theo máy. Đấy, chúng ta có thể so sánh này. Đây là con 2018 có kích thước màn hình là 11 inch, nó giá của nó bây giờ là hơn 11 triệu đấy, 11 triệu có lẻ. Thì ở đây chúng ta có thêm một sản phẩm nữa để chúng ta so sánh, đó là iPad Pro 10.5, giá bằng nửa tiền con này các bạn nhé. Đấy, hàng đẹp luôn đấy, giá chỉ bằng nửa tiền thôi mà cũng được trang bị 12 camera 12 megapixel và 4 loa, mà lại còn bản 4G nhé. Đấy, còn cái 2018 này nó chỉ là bản only wifi thôi để các bạn. Đấy, màn hình 10.5 rất to các bạn nhé, rất to. Máy mình không lau chùi gì cả thì là nó hơi bẩn bẩn tí thôi. Nhưng còn đây là 2018, giá hơn 11 triệu, hàng OpenBook đẹp keng. Hôm nay thì mình cũng đã có 20M2 rồi nhá, của 2022 rồi các bạn ạ. Đấy, hàng nguyên siêu M2 chưa bóc luôn, chờ anh em có tiền bóc, tôi không có tiền không dám bóc. Đấy, đấy, nhá, lên cho anh em cây ấy nhá, cây cây 2018 này, hàng đẹp keng OpenBook giá hơn 11 triệu. Cũng giới thiệu thêm anh em là đang có World Cup rồi, anh em có thể xài thêm con này nhá. Con này là dòng 12.9 series 1 của dòng iPad Pro. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó cũng được trang bị là 4 loa nhá. Con này thích cái là nó có tỷ lệ màn hình là 16:9 các bạn nhé. Đấy, tỷ lệ 16:9 cho nên là nó sẽ xem bóng đá rất hay luôn. 4 loa âm thanh to. Đấy, ở đây thì mình không quay âm thanh lên thì nó sợ bản quyền, thì là máy to các bạn nhé, máy to lắm luôn. Đây chúng ta sẽ ví này. Đấy, à chà chà chà. Wow, anh em nhìn chưa? Một con iPad 11 inch và một con 12.9 inch. Con này nhá thì một con iPad Pro 2011 này có giá hơn 11 triệu ấy, thì là 2018 này, đây là iPad Pro 2018 hàng OpenBook thì có giá là hơn 11 triệu. Có thể mua được hai con này các bạn nhé. Bản 4G lắp SIM 128GB. Hàng của nó là hàng bản 4G lắp SIM đấy, cũng có 4 loa. Camera của nó thì chưa được nâng cấp, nhưng mà chúng ta dùng iPad thì không cần dùng camera lắm đâu. Ở đây thì là đợt này World Cup thì chúng ta bên mình ấy sẽ có một cái rất nhiều cái hàng này về nhá. Mình có khoảng 200-300 cái cây ấy, cái cây gì nhỉ, 12.9 này các bạn nhé, 12.9. Chúng ta sẽ nhìn thấy xem bóng đá rất lớn nhá. Đấy, màn hình cực to, âm thanh to luôn nhá, âm thanh cực to luôn. Để mình mở luôn cho anh em xem này. Đấy, âm thanh rất to luôn anh em nhé. Đấy, nếu mà để cầm con mini 6 này nó chỉ bằng một góc này, đấy anh em nhìn, nó chỉ bằng một góc thôi. Đấy, nó chỉ bằng đúng một góc mà giá chỉ hơn 5 triệu các bạn nhé, bản 4G lắp SIM nhá, 128GB, có cả bản 512, có cả bản 256 nhá. Anh em áp số điện thoại 0567 0518 nhé.